Hello anh em, trên mặt chúng ta đây đang là một em D7200. Hôm nay mình sẽ trên tay nhanh cho anh em một cái clip nhỏ nhỏ hướng dẫn anh em chúng ta set up cái máy làm sao nó chụp tốt nhất và giúp cho anh em có những tấm hình ok nhất nhá. Thì trên mặt đây đang là một cái combo 35DX. Hôm trước thì mình có hướng dẫn mọi người chuyển đổi các cái chế độ như kiểu là sang cái ống kính này là cái ống kính của crop, nhưng mà chúng ta có thể chuyển sang full frame, anh em có thể chụp được rất là ngon lành luôn. Thì anh em có thể search cái kênh đó, search cái clip đó, hoặc là mình sẽ cho anh em một cái clip ở bên dưới link của cái clip này nhá. Thật ra thì cái con D750 với cái con D7200 này nó chẳng khác gì nhau cả, nhưng mà cái thân ở dưới đây này nó sẽ to hơn một chút xíu so với em D750. Nhưng mà rất tiếc là D7200 nó chỉ là một cặp biến crop thôi. Thì nếu như mà anh em mà không có điều kiện mua full frame thì anh em có thể mua cái con D7200 này cũng được, bởi vì là nó rất là tốt, màu ảnh nó rất là đẹp, nó không còn bị ám vàng nhiều như những cái dòng máy Nikon đời trước như kiểu dòng D600, D6, D800 hoặc D800E, D810 nó vẫn có cái màu cũ. Nhưng mà từ cái con D750 trở lên ấy thì nó được nâng cấp một cái hệ màu mới, hoàn toàn mới, rất là đẹp anh em ạ. Phải gốc cũng ra rất là ok rồi. Rồi, ok, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người, chúng ta sẽ set up cái máy này nhá. Chiếc máy này thì cũng được trang bị cho chúng ta, đó là hai cái khe thẻ nhớ luôn. Anh em thấy luôn, đây là hai cái khe thẻ này. Nhưng mà rất tiếc là vẫn chỉ là SD. Mình thì mình vẫn thích CF hơn, nhưng mà mình nghĩ là dòng giá rẻ như này thì Nikon cũng người ta cũng sẽ không nâng cấp nên để làm gì. Và phía trước thì đây là cái máy của ông anh mình. Ở phía trước nó một cái viewfinder thì anh ấy được bọc dán cao su rất là cẩn thận. Đây là một chiếc máy chính hãng, có tiếng Việt anh em ạ. Đây, đầu tiên thì anh em bật máy lên cho mình. On đây. Đó. Rồi, mình sẽ dẫn mọi người setup cái máy hình của chúng ta làm sao mà chúng ta chụp hình nó ok nhất nhá. Đầu tiên thì anh em, cái này nó hơi khó nhìn một xíu, thì anh em vào menu của mình. Menu Nikon thì nó ngược với dòng K, đó là những cái menu hiển thị ở đây nó đều nằm dọc. Ở đây mình sẽ, anh em chuyển về cái phần hình ảnh này. Ở đây thì Nikon nó sẽ có từng những cái tab khác nhau. Đó, anh em vào đặt lại menu số 7 cho mình nhá. Sau đó đây anh em nó có này. Đó, thì mình sẽ dẫn mọi người chuyển sang tiếng Việt luôn. Nếu mà một số mà máy mà có anh em mà chính hãng thì ở đây này, ở trong cái phần anh em vào cái phần Clay này. Đó, sau đó thì anh em kéo xuống cái phần ngôn ngữ. Sau đó thì anh em đây này, ngôn ngữ này, language này. Sau đó thì anh em đâu rồi? Đây. Thì một số máy nếu mà sách tay thì sẽ không có, còn nếu mà anh em mua chính hãng thì sẽ có tiếng Việt đầy đủ luôn. Có khá là nhiều ngôn ngữ, rất là hay anh Ali. Thì từ Canon thì từ cái em D760 hay là D770 gì đó, 77D ấy. Với lại con R mình đang dùng ấy, nó có sẵn tiếng Việt luôn rồi. Nhưng mà em Nikon thì có từ trước rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến gì? Quan tâm đến cái nút chụp ảnh, nếu mà anh em chụp ảnh. Thực ra thì cái phần chụp ảnh này thì khi nào mà mình muốn reset lại thì anh em có thể tự reset lại được nhá. Ví dụ như mình đang chụp mà mình thấy màu nó đẹp không đẹp thì mình có thể reset lại. Đó, sau đó thì anh em setup tiếp. Ở đây thì anh em có thể đặt được cái tên của chúng ta muốn, anh em muốn tên là gì. Ví dụ như đây mình đặt tên chẳng hạn, ví dụ như bình thường thông thường thì trên máy ni thì nó sẽ là DSC. Đó, thì ở đây anh em có thể đặt tên theo ý muốn của mình. Và anh em có thể nhìn theo những cái phần dưới này, phần con trỏ này, phần nhập, phần ok. Đó, thì ở đây thì mình cứ kệ đó, mình không đặt, thì mình cứ để nguyên nó là DSC cho dễ. Và thứ hai nữa là cái phần vai trò của cái thẻ này. Thì thông thường ấy thì mọi người sẽ chụp từ thẻ 1 sang thẻ 2. Mình khuyên mọi người lên chụp tràn bộ nhớ như này cho nó dễ, bởi vì là khi mà máy nó nu song song một lúc hai cái thẻ thì nó sẽ không nu được nhanh. Nó sẽ bị, chúng ta phải delay một xíu, anh em phải đợi. Còn một số anh em thì hay đặt theo kiểu là khe 1 là file raw, khe 2 là JPEG, JPG. Thì tùy mỗi người, nhưng mà bản thân mình thì mình chụp chỉ cần mình cứ chụp tràn bộ nhớ là được. Còn một số như ông anh mình đang chụp thì ông ấy chụp là khe 1 RAW, khe 2 JPEG. Đó, như vậy để cho cái máy của chúng ta nó sẽ lưu luôn vào hai thẻ khác nhau để cho cái tốc độ lưu nó tốt nhất. Rồi bây giờ cái quan trọng nhất đó là chất lượng hình ảnh. Thì khuyên mọi người lên chụp RAW với lại JPEG cơ bản như này.
hôm trước thì có cái clip của D750 ấy, thì anh em cũng đã xem rồi đó. Cái này là cái jaw với cái basic, cái căn bản để chúng ta về. Vì sao cái jaw này mình chụp nó về để mình edit bằng cái editor, bằng Photoshop, Lightroom hoặc là bằng camera. Còn cái JPEG này thì gần như không mà đụng tới nó, và mình chỉ dùng để ví dụ như chúng ta có thể dùng để cho khách xem ảnh này, hoặc là view trên máy tính, hoặc là view trên anh em có thể chép sang điện thoại, hoặc là chúng ta có thể chép thẳng cho khách, chúng ta không phải mất công chúng ta lén lại một lần nữa. Đó, ok. Và đây tất cả phần kích cỡ hình ảnh thì cái MD7200 này nó cũng có độ phân giải là 24 megapixel, thì anh em để là lớn nhất cho mình. Còn nếu mà anh em đã đi chụp tiệc hay là đi chụp cái gì đó chẳng hạn thì anh em để nhỏ lại, nhưng bản thân mình thì mình vẫn thích để 24 mê cho nó tốt nhất của cái máy hình. Cái vùng hình ảnh này, cái vùng hình ảnh này chính là cái vùng mà chuyển từ full frame sang crop, nhưng mà cái máy này nó chỉ có cảm biến crop thôi, cho nên là anh em chỉ chọn được 24 x 16 thôi. JPEG nén này, cái này là nó lông na hiểu cho anh em dễ hiểu như này này. Cái này nó ưu tiên kích cỡ, có nghĩa là cái file JPEG chúng ta chỉ cần lưu được thôi. Còn cái này á, cái phần chất lượng tối ưu này có nghĩa là cái file này lặn gấp mấy lần luôn. Bình thường cái file này nó là 10 MB thì cái này phải lặn 20 MB. Cho nên là mình cũng chỉ để phần ưu tiên kích cỡ thôi. Ok. Tiếp đến nữa, file RAW. Cái file RAW này thì một số anh em mà đi chụp phong cảnh nhiều thì anh em để 14 bit cho cường. Còn bình thường thì mình chỉ để on bình thường thôi, mình không có để 14 bit. Còn nếu anh em phong cảnh này chúng ta cần độ chiều sâu ấy, cái này nó là 12 bit, còn cái này là 14 bit thì anh em để 14 bit cho mình. Nếu mà anh em nào mà chụp sâu. Đấy, đây là nó có 12 bit 14 bit này. Đó. Thì mình sẽ để là 14 bit. 14 bit thì nó sẽ lặng hơn một chút xíu và nó sẽ anh em phải cần mới thể nhớ cao một xíu. Còn nếu mà thể nhớ nào anh em ít thì anh em để 12 bit cho mình. 12 bit để chúng ta có thể là ghi nó cũng khá là ok rồi. Ở cân bằng trắng. Cái bên lục của ông của Benny thì cũng khá là rườm rà, nó không chia từng tab nhỏ như kiểu bên K, nhưng mà thực sự thì bây giờ nó mình dùng mãi cũng quen. Ở đây thì anh em có thể là auto này, tự động này, ánh sáng chói huỳnh quang này, cái này nó đều có tiếng Việt hết rồi, nên là rất là dễ. Thông thường thì mình cũng toàn chỉnh nhiệt độ bằng tay thôi, với cái phần áo màu bên này đó. Bằng tay thì mình để thông thường ngoài trời mình để khoảng 5200, còn chụp chiều nữa thì mình để khoảng 6500 chiều tối, còn nếu mà hoàng hôn thì 7500 hoặc là 8500. Đây là những cái cách mà mình hay đặt máy nào cũng thế, dòng K hay dòng Ni cũng mình cũng đều đặt như vậy, 7500 6500 5500 hoặc là 5200 nếu mà chụp vào thời tiết ánh sáng bình thường. Rồi picture control, cái này là cái style màu. Style màu thì đa số là mình chụp tiêu chuẩn thôi, standard. Cái này thì anh em để cho mình lên cao lên xíu, 7 hoặc 8 là được. Và cái phần độ trong ấy, đó là cái clarity ấy. Cái clarity thì anh em có thể giảm đi một xíu hoặc là để không, thì cái này mình để là không nhá. Còn cái độ tương phản thì trên máy Ni thì rất là ngon rồi, mình không có trừ giống như dòng K. Độ sáng này, độ sáng này mình cũng để không luôn. Độ bão hòa này, bão hòa để không. Màu sắc thì cái này thường thường Nikon hay ám vàng ấy, thì hãng đặt trước cho chúng ta một cái cộng một vạch lên rồi, mình để không, mình không đặt. Ok. Như vậy là cái thông số tiêu chuẩn đó chúng ta 7000, tất cả mọi thứ đều không hết. Còn nếu mà buổi chiều anh em chụp, mà tối anh em chụp thì cộng với bão hoa lên một xíu cho nó ảnh nó đậm, nó bị xanh, tăng nhiệt màu lên chút nữa. Đó, đây sắc nét mình, cái phần picture control thì mình để standard. Và cái style màu chân dung của Nikon nó không có đẹp, thế là mình không có để chân dung. Còn nếu mà anh em muốn chụp kiểu sống động ấy thì anh em chụp kiểu nó rực rỡ một xíu thì anh em chuyển sang cái phần Vivix sống động này. Thì cái sắc nét này thì bình thường mọi người đã hãng nó để là chúng ta nó là 7 rồi. Độ trong nữa, độ trong là clarity 1+1, độ sáng bão hòa. Cái này gần như là hãng không để gì luôn. Đó, đây là cái phần sống động, thì cái style màu này nó rất là rực nhá. Anh em chụp xong rồi thấy rực kinh khủng luôn. Mình thì mình toàn dùng tiêu chuẩn thôi. Còn phần trung tính là phần lêu chai với cái phần standard, chủ yếu là mình dùng standard với lại sống động thôi nếu mà chụp Ni đó. Còn phần quản lý picture control thì anh em có thể tự lưu. Đây mình sẽ lưu một cái picture control đây, mình sẽ lưu nó đặt tên đó là tiêu chuẩn này, hay là đặt tên là hay dùng đi, đa dụng.
Đó, ok. Vậy là chúng ta sẽ ấn vào cái nút cộng tấm hình lưu. Đó. Như vậy chúng ta có thể chọn luôn cái phần và hoặc là anh em có thể lưu, hoặc là anh em có thể tải ở chỗ khác lên. Bằng cách đó là chúng ta sẽ vào phần Picture Control này, chúng ta sẽ tải này. Trong này thì anh em chỉ cần chép vào cái thẻ nhớ là chúng ta có thể tải được một cái profile mà anh em thích, theo dạng như kiểu là chúng ta đặt sẵn rồi ấy. Không gian màu thì mình toàn để sRGB. Một số cái thì anh em thích thì ngày trước thì mình hay để Adobe, nhưng mà bây giờ thì mình muốn khóa màu luôn trên cái hình JPEG thì anh em để add cho mình. Bởi vì RAW thì anh em về anh em chỉnh lúc nào cũng được. Còn cái phần không gian màu ấy mình để add, bởi vì là khi mà chúng ta crop vào ảnh cho khách nó bị sai màu ấy, nó bị nhạt hơn ấy, đâm ra là rất là khó. Delighting, cái này thì anh em chụp ngược sáng thì bật cao lên cho mình. Ngược sáng hoặc là chụp buổi tối để cho nó không bị chết vùng đen, thì cái này mình thường mình sẽ để cao. Rồi, ok. Cái này là cái phần bo viền ấy, mình sẽ tắt nó đi để cho nó đỡ bị tối vòng quanh và sáng ở giữa. Còn nếu như anh em nào thích kiểu chụp chân dung ấy thì anh em bật cái phần bình thường cho mình, normal lên cho mình. Đây mình để normal cho nó dễ. Điều khiển biến dạng tự động này, cảm biến phơi sáng lâu này, giảm nhiễu ISO cao. Cái này anh em chụp đêm thì anh em bật cao, còn nếu mà không thì anh em tắt nó đi cho mình. Chi tiết nó ngon nhất luôn, ngọt ngào luôn. Cài đặt chế độ ISO này, chế độ điều khiển từ xa này. Đa phơi sáng nó là cái gì? Đa phơi sáng nó chính là cái phần chụp trong hình ấy. Hôm trước thì mình có hướng dẫn anh em rồi. Hôm nay thì mượn được máy của ông anh thôi, cũng không có nhiều thời gian nhiều nên là mình cũng không có kịp hướng dẫn cho anh em được cái phần chụp trong hình này. Nhưng mà cái chụp trong hình ở trên D7000 này, để mình sẽ thử xem nào. Cái này thì anh em có thể là chụp liên tục luôn. Đấy, số lượng ảnh thì anh em có thể chụp. Cái con này nó cũng chỉ chụp được 3 hình thôi, nó giống như con D750, hơi hạn chế một chút xíu. Nhưng chúng ta chỉ cần 3 hình là ok rồi anh em ạ. Ở đây có khi mình chỉ chụp 2 hình thôi. Đó. Tăng sáng tự động, on, off. Cái này thì anh em có thể là tùy, anh em tắt nó đi để chúng ta tăng sáng theo ý thích của mình. Mình thì mình chỉ dùng chế độ, các chế độ ở trên máy thì mình dùng duy nhất một cái chế độ đó là M, để chúng ta có thể tùy chỉnh được tất cả mọi thứ ở trên máy nhá. Ok, như vậy là mình vừa mới hướng dẫn anh em các cái chế độ ở trên cái con D7200. Nó chẳng khác gì con D750 cả anh em ạ. Vẫn có, rất tiếc là nó không có màn lật. Nó không có màn lật anh em ạ, màn nó liền luôn. Đây phía dưới đây vẫn có một cái live view này, nhỏ này. Đó, anh em có thể thấy không? Cái em này thì nó không có cái phần xem trước phơi sáng như ở trên D750 anh em ạ. Có nghĩa là chúng ta không thể nào mà xem trước được. Mà khi mà chúng ta bật live view lên ấy, thì anh em phải ấn cái nút info bên này này. Info ở dưới cái live view ấy. Đây, nút info đây này. Thì anh em bấm vào đây để nó hiển thị tất cả cái thông tin ở trên màn hình lên. Đường lưới này, cân bằng này, và tất cả những thông số ở trên màn hình này để chúng ta có thể xem được. Ở đây thì mình chụp các chế độ đây này, trên này đều nhìn hết rồi các anh em ạ, và độ sáng, độ tối này. Đó. Thì dòng Nikon thì nó lại đây này, anh em có thể nhìn thấy thanh độ sáng đây. Còn đừng tin cái màn hình này, nó bị lừa đấy anh em ạ. Đây như này chúng ta sẽ chụp thử một tấm đây. Đó, như này. Như này nó đủ sáng. Còn nếu mà anh em mà thấy nó bị dư sáng nhiều quá, đây mình để xuống 100 đi, hoặc là 120-180 đi, thì chụp nó sẽ bị sáng, nó sẽ bị cháy. Đó, nhưng mà như này thì nó ok hơn, nó sẽ đẹp hơn. Chứ là khuyên mọi người lên cân bằng sáng bằng mắt mình, hoặc là tăng sáng bằng mắt mình. Đây là các cái chế độ của máy nhá. Rồi, vậy là vừa rồi mình vừa hướng dẫn anh em. Thứ nhất là anh em chúng ta sẽ set up được cái chất lượng hình ảnh này, set up picture style này. Và cái máy này thì mình ít khi dùng để quay phim lắm, chủ yếu là để chụp hình thôi. Cho nên hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn anh em cái tất cả những cái cách mà mình set up một cái máy khi mà mình đi chụp. Còn anh em thấy xấu sáng thì anh em giảm cái ISO xuống, tối thì tăng ISO lên. Với lại khẩu máy tốc làm sao cho mà anh em thấy đảm bảo nhất một cái tấm hình của mình là được. Và một chiếc D7200 thì nó cũng rất là hợp lý cho những anh em nào mà không có kinh tế quá nhiều và cần một cái máy ảnh để chúng ta có thể đi chơi, đi du lịch, rồi thì đi chụp, đi phục vụ cho gia đình, cho người thân. Rồi, ok. Vậy là clip mình kết thúc rồi. Xin chào anh em, hẹn gặp lại cho anh em các cái clip lần sau nhá. Hôm nào mình sẽ mượn được lâu hơn nữa thì mình sẽ mượn về mình review cho anh em coi luôn cả tất tần tật mọi thứ luôn. Rồi, xin chào mọi người. Anh em thấy hay thì đừng quên subscribe ủng hộ cho mình. Và cho mình xin một like, một share nhá. Rồi, xin chào anh em.